Rồi, một đơn hàng đi Tân Phú giao ngay qua dịch vụ Ahamu nhé. Thì Tân Phú thường thì chúng ta sẽ đi cái gói từ 60 phút tới 120 phút. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cố định góc máy để kiểm tra hàng để chuẩn bị gửi đi cho anh Phương ở quận Tân Phú ha các bạn ha. Dịch vụ giao nhanh ở thành phố Thành phố Hồ Chí Minh thì Abo vẫn luôn rất sẵn sàng. Thì các bạn chỉ cần liên hệ qua Zalo 0907902742 hoặc là 0907509342. Abo sẽ gửi hình và báo giá và báo luôn phí vận chuyển cho các bạn, cũng như báo cho các bạn biết cái gói thời gian nào có thể đi được ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cố định góc máy để xem coi bên trong nó có cái gì ha, đầy đủ hay không nha. Rồi anh đã cố định góc máy rồi. Hai cái cục này là hai cái cục đất sét nha các bạn nhé. Đây là 10 màu, ở đây là 5 màu. Chúng ta sẽ cho này qua một bên đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cui cái hộp này ra xem coi bên trong này nó có cái gì. Bộ đồ chơi này thì gọi là bộ đồ chơi Pony nha các bạn nhé. Đấy, nó có hai đầu để chúng ta có thể cui. Một là phía bên này ha, nó có một cái bệ rồi những con Pony ở trong. Còn ở đây là cái đường ray nhé. Cái đường ray và những cái thanh ở trong này. Đấy, nó có những cái đường ray và những cái thanh. Chúng ta có thể đếm được 2 3 3 là 7 ha. 3 là 6, xin lỗi, 6. 6 cái miếng đỡ. 2 cái miếng cây. Và ở đây đường cong nó là 4. 4 với 4 là 8 cái đường cong. Rồi cái đường cong dòng dày là 2 4 miếng. Thẳng là 2 miếng và thẳng nhỏ là 2 miếng nữa. Đấy. Và khi lấy ra rồi thì để lại nó sẽ rất là khó. Cho nên thường á thường anh Huy ít khi anh Huy lấy ra đó. Đó ha, đây. Đó ha. Lấy ra rồi để lại khó lắm các bạn. Thường nó sẽ sắp xếp làm sao để cho nó gọn. Cho nên nó là thường anh Huy ít khi lấy ra lắm. Rồi xong nha. Đây cái những cái đó là những cái đường ray, những cái bộ thấy của chúng ta, cái bộ ráp ráp thành cái đường ray. Đường ray giống như vậy nè các bạn. Lắp thành cái đường ray ở phía ngoài này nè. Ha, lắp đường ray phía ngoài nè. Còn ở đây ta sẽ có cái bộ nữa. Đó, cái bộ này là bộ chính giữa nha, cái cây kem ở chính giữa này nè. Cái cây kem ở chính giữa này nè, ha, là bộ này. Rồi xong rồi cái đường ray lắp ở phía bên ngoài. Một chiếc xe chạy vòng vòng ha, anh Phi sẽ bỏ pin vào chiếc xe này, xong sau đó là 4 con Pony 1 2 3 4 ha. Rồi những cái bệ đỡ là nó lắp như thế này ha. Rồi đây chúng ta sẽ bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra cái con xe này nữa là xong ha. Cho pin vào đây kiểm tra coi nó có chạy hay không nhé. Đấy, rồi đây chị Thư đã bỏ vô rồi các bạn. Anh Phi chỉ cần bật on lên nữa cái là xong ha. Đó, nó chạy nè các bạn nè. Nó chạy nè. Đây, anh Phi sẽ bỏ cái này cho nó chạy cho các bạn xem nha. Đó. Rồi, chị Thư đã bỏ pin vô rồi. Và anh Phi chỉ việc kiểm tra lại nữa là xong ha. Và anh Phi mở ra để coi cho các bạn xem cái viên pin nó nằm ở trong đó nó như thế nào. Ôi chu cha, nó rớt con ốc của anh Phi rồi. Giờ anh Phi phải đi kiếm một con ốc khác nha. Đâu à? Anh Phi sẽ đi kiếm con ốc khác, anh Phi dặn vô đây cái nữa là xong hết các bạn ha. Rồi thì bây giờ anh Phi đóng hộp lại ha. Trong quá trình đóng hộp thì ngày hôm nay là quốc tế thiếu nhi, anh Phi vẫn nhắc lại là anh Phi sẽ đại diện nhà cửa hàng Abo chúc cho các bạn một cái quốc tế, một cái Tết thiếu nhi thật là vui vẻ và sức khỏe ha, và hạnh phúc. Và tại sao anh Phi chúc sức khỏe? Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang vào một cái mùa dịch, cho nên đó là anh Phi chúc các bạn sức khỏe và các bạn luôn nhớ là mang khẩu trang khi đi ra khỏi nhà hoặc là khỏi căn hộ của mình nhé các bạn nhé. Rồi xong rồi các bạn, bây giờ anh Phi sẽ đóng hộp lại nữa là xong, ý xin lỗi bỏ bịch nữa là xong, và chờ dịch vụ giao nhận Ahamu tới nhận nữa là anh Phi có thể gửi nhanh tới cho khách hàng được rồi ha. Bây giờ ai xem được clip này, ai đang ngồi nhà nếu muốn giao hàng trong tối nay thì các bạn cứ liên lạc qua Zalo cho anh Phi ha, 0907 92742 hoặc là 0907 509342 nha các bạn.